Dạ, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em Tùng về cái khoang bê tông, bao gồm có một máy, một pin, một sạc. Thì cái hàng này hãng có nha anh em, nhưng mà giá của nó cũng khá là cao, khoảng 6 triệu cái thân máy. Rồi, bên Tùng thì giá rẻ hơn nhiều. Cả một cái combo thì đâu đó nó khoảng 5 triệu 2. Hàng này new chăm chăm, em Tùng sẽ khui ra gửi đến anh em xem ha. Mới 100%, hàng Mỹ về, nghiêng đai nghiêng kiện khui luôn. Cái này mà hãng có mấy pin sạc là chắc phải lên là 7 triệu luôn. Đây cái túi xách. Thì cái túi xách này em thường bán là 200 ngàn, những anh em mua rất là nhiều nha. Túi xách Miu dày dạng cứng cáp, chỉ có 200 ngàn thôi. Rồi mình khui ra cái combo này để cho những anh em cầm cái đi công trình thì mình sử dụng cái túi, cái combo này thì nó là gài SDS Plus. Hở nó là hở lút ha. Ủa sợ khó mở như ta. Đem nhét kỹ quá. Rồi. Lực nhịp của nó là 1.1G. Rồi, cái combo này, cái sạc ha. Catalo ha, pin 4A. Thì nó nghiêng đai nghiêng kiện mới chầm chầm mà. Đây, đây. Và đây. Đó, cái túi xách anh em vừa xem. Nó khoan, khả năng khoan bê tông của nó là 13, gỗ cũng 13 và sắt là 10. Nó có hai chế độ. Hai chế độ ha. Hàng này từ Mỹ về. Đây anh em, nó là SDS Plus. Có chứng nhận UL. Rồi thì nó là hai chức năng này. Cả một cục pin nó chỉ có một cái chính thôi. Dành cho những anh em mà đi làm điện nước này, tuyệt vời luôn. Cục pin 4A và cái sạc, cái túi xách thì Tùng gửi đến anh em là 5 triệu 2. Đó, giá thì bao rẻ của thị trường. Tùng sẽ lấy một cục pin ha, để cái này mình không có khui ra để cho khách hàng họ khui. Lấy cục pin để khui. Rồi test cho anh em, nó có đèn, chỉ có 1.9 thôi và lực nhịp của nó cũng khá là ổn ha. Khoan được lỗ tới 13, nó là 1.1 gì. Ok, em Tùng cảm ơn anh em.